Để phục vụ nhu cầu chống lan rất là nhiều của mọi người thì hôm nay vườn em xin giới thiệu đến các bác một cái bộ sản phẩm combo vật tư chống lan rất là thiết yếu dành cho mỗi vườn nhà mình nhé. Bao gồm đầy đủ chậu móc trồng này, giá thể, phân tan chậm và thuốc sinh trưởng dành cho cây lan. Bộ vật tư này của nhà em thì gồm 6 sản phẩm khác nhau và hôm nay thì em chỉ bán trọn bộ với giá là 200.000 thôi. 200.000 kèm theo là miễn phí vận chuyển dành cho mà bác nào mà chia sẻ cái bài viết này hộ em nhé. Đó, rất là thuận tiện để chúng ta mua. Chỉ cần ở nhà thôi, em ship đến tận nơi, đỡ phải kiếm tìm cửa hàng cửa hiệu. Nhiều nơi vùng sâu vùng xa là không có cửa hàng vật tư để mà mua. Hơn nữa là giá cũng rất là rẻ. Đấy, giá rất là rẻ khi mà mọi người mua cả bộ này. Đó, giá rất là rẻ, chỉ có 200.000 thôi mà đầy đủ vật tư để mình trồng một chậu lan đẹp rồi. Thì bây giờ em xin giới thiệu cụ thể từng cái sản phẩm trong cái bộ vật tư này để mọi người theo dõi nhé. Thứ nhất là 15 cái chậu nhựa giả đất nung nhá, kích cỡ là phi 18, có cái đường kính của nó là 18 cm. 15 cái chậu nhựa, chậu này rất bền, mình có thể dùng thoải mái được lâu năm. 15 cái chậu nhựa này nhá, rất phù hợp để trồng nhiều loại lan khác nhau. Thứ hai này, kèm theo 10 cái chậu nhựa này là 10 cái móc kém nhá, 10 cái móc kém kích cỡ là 80 cm, 80 cm. Đó, rất bền chắc và mình treo lên thì nhìn rất ok và đẹp. Em móc kém nhá, thời gian sử dụng rất là lâu, không phải lo nó bị hỏng hóc gì hết, treo rất là chắc chắn. Đấy, sản phẩm thứ hai này. Đây, ví dụ em treo một cái chậu móc lên này, đó. Treo một cái chậu móc lên, trồng cây lan vào treo lên rất là cứng cáp và chắc chắn. Đúng không ạ? Thứ ba, đấy sản phẩm thứ ba nhá, là vỏ thông. Vỏ thông. Một túi vỏ thông to, kích cỡ 3-4 nhá, một túi vỏ thông to như này. Kích cỡ là 3-4, có nghĩa là cái viên thông ấy ạ, 3-4 cm. Thì vỏ thông nó là cái giá thể mà được sử dụng phổ thông nhất và cũng tốt nhất cho cây lan. Và vỏ thông nhà em ấy thì nó hơn cái vỏ thông ngoài thị trường là xử lý rất sạch rồi. Đó, sạch nhựa thông này, hấp nhiệt tơi xốp này. Đó, xử lý dung dịch để nó chống thối nhũ nấm bệnh cho cây lan, mình trồng rất là an toàn. Chứ không như cái vỏ thông mua ở ngoài về phải xử lý rất là nhiều. Đó nhá, sản phẩm thứ ba là một cái túi vỏ thông kích cỡ 3-4. Đấy, một túi vỏ thông to này kích cỡ 3-4, thường để nót ở dưới đáy chậu mọi người nhá. Thứ tư vẫn là vỏ thông. Thứ tư vẫn là vỏ thông, nhưng mà là vỏ thông kích cỡ 1-2 nhá. Đấy, nó sẽ có cái khả năng sử dụng khác nhau. Ví dụ như cái vỏ thông này thường mọi người sẽ phủ lên mặt, đó, để cho cái cây con nó ra dễ, nó bám vào thì cái giá thể nó sẽ êm hơn, nó mềm hơn, đúng không ạ? Giá thể này nó vỏ thông vụn, êm hơn, hạt đỗ cũng xử lý rất là kỹ rồi. Đấy, vỏ thông nhà em được qua nhiều cái quy trình xử lý lắm. Về nhà mình trồng cái cây lan nó yên tâm luôn. Cây lan bây giờ hầu như đều rất có giá trị, mình trồng thì phải chọn cái giá thể nó chuẩn, nó đẹp. Chứ mua vỏ thông ở ngoài về thì mọi người vẫn phải xử lý lại thì mới an tâm trồng được. Đó là cái sản phẩm thứ tư nhá. Thứ năm này. Thứ năm là một túi phân chùn quế nhá. Một túi phân chùn quế, đây là cái dạng phân tan chậm được thị trường sử dụng rất là nhiều. Đó. Cây thì thường là mình phải bỏ cả phân tan chậm thì nó mới hấp thu dần dần được những cái khoáng chất cần thiết dành cho cây lan. Đó, phân chùn quế này thì mỗi chậu mình chỉ bỏ một nắm nhỏ thôi. Thế nên là một túi này ấy, mình dùng được cho rất là nhiều chậu lan khác nhau nhá. Thời gian sử dụng của nó có thể lên tới 4 hoặc 5 năm. Đó, mình để cây nó sẽ hấp thu dần dần, 4 đến 5 năm thoải mái, đúng không ạ? Phân chùn quế dạng tan chậm nhá, rất là tốt. Cung cấp những cái khoáng chất cần thiết cho cây lan, khoáng chất tự nhiên đấy ạ. Và thứ 6 là cái sản phẩm cuối cùng. Đây là một cái sản phẩm mà chỉ riêng bên em có thôi. Đây là lọ thuốc kích thích sinh trưởng của Mỹ, toàn diện thân lá rễ nhá. Có nghĩa cây lan ấy là hấp thu chất dinh dưỡng từ toàn bộ cả thân lá và rễ cây. Đó, thế nên là mình thường là phải sử dụng kết hợp nhiều loại phân thuốc với nhau. Nhưng mà những bác mới chơi thì đôi khi cái điều đó nó hơi khó. Thế nên là vườn em ấy có nghiên cứu riêng ra cái loại thuốc này. Có tác dụng tổng hợp là phát triển thân lá rễ. Mọi người chỉ pha 10 giọt với cả 1 lít nước, tưới 10 đến 15 ngày một lần là cây lan nó sẽ rất là khỏe đẹp. Đó, rất là khỏe đẹp và cứng cáp. Ngoài ra không cần phải sử dụng thêm cái phân thuốc gì nữa cho nó khó ra, đúng không ạ? Thì hai cái nọ này thoải mái dùng cho một cái vườn lan nhỏ rồi. Đó, đó là sản phẩm thứ 6 trong cái bộ combo của nhà em. Thì cái bộ combo này gồm 6 sản phẩm như trên, chỉ có giá là 200.000 thôi. Hôm nay chỉ có giá là 200.000 thôi. Mà khi mọi người chia sẻ thì em sẽ hỗ trợ bao ship toàn quốc, có nghĩa là miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho mọi người nhá. Và khi mọi người nhận hàng ấy, thì nhớ kiểm tra hàng cho em. Kiểm tra hàng
đầy đủ 6 cái món vật tư này thì chúng ta nhận hàng và thanh toán cho em nhé. Nhà em bao hàng đẹp chuẩn như em giới thiệu, đầy đủ chậu này, móc này, 15 chậu nhá, 15 móc này, vỏ thông to, vỏ thông nhỏ, một túi phân tan chậm trùn quế, hai cái lọ thuốc sinh trưởng của Mỹ thì thanh toán cho em 200. Ô điểm mẹ.